tam kế chưa khỏi 100%. Bà con ai đang gặp các vấn đề về xương khớp gọi cho tôi cam kế chưa khỏi 100%, 100%. Vấn đề về xương khớp gọi cho tôi cam kết chữa khỏi 100%. Bà con ai đang gặp các vấn đề về xương khớp gọi cho tôi cam kết chữa khỏi 100%, 100%, 100%, 100%.